Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Gần 1.000 doanh nghiệp trong cả nước đã có mặt tại hội nghị thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp vào sáng ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Cuộc hội ngộ của các thế hệ nhà văn sau năm 1975, những cây bút sinh ra và lớn lên trong những năm chống Mỹ và gắn bó với chặng đường 30 năm đổi mới của dân tộc. Sáng ngày hôm nay, hội nghị giữa Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp với chủ đề Doanh nghiệp Việt Nam, động lực phát triển kinh tế của đất nước đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị này có tới gần 1.000 doanh nghiệp trong cả nước có mặt tại Dinh Thống Nhất và tại 63 tỉnh thành, mỗi nơi có 300 doanh nghiệp và lãnh đạo các địa phương tham dự. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 30 năm qua, đất nước đã có nhiều tiến bộ vượt bậc và doanh nghiệp có nhiều đóng góp quan trọng trực tiếp vào thành tựu của đất nước. Đảng, nhà nước cũng đã có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trở ngại đối với sự phát triển của doanh nghiệp, mà lẽ ra nếu không có thì doanh nghiệp và đất nước đã phát triển nhanh hơn. Nhận thức được điều này, chính phủ ngày hôm nay sẽ lắng nghe để trực tiếp tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp. Vì vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cuộc gặp này phải thực chất và có ích cho Tổ quốc và doanh nghiệp, tránh bệnh hình thức. Sau lắng nghe là phải tháo gỡ. Một chính phủ vì dân phải làm được việc này. Chúng tôi không có nhảy họp chính phủ hôm nay, nhưng là phần lớn tuyệt đại phần các thành viên chính phủ đều có mặt đông đủ. Đặc biệt có các cơ quan tư pháp, có cơ quan quốc hội đều có mặt ngày hôm nay. Những lực lượng này sẽ trực tiếp tháo gỡ cùng với quan hành pháp trong quá trình phát triển kinh tế nói chung, đặc biệt là doanh nghiệp nói riêng. Tinh thần của chính phủ và thủ tướng chính phủ là thực hiện đúng hiến pháp, đổi mới sự lãnh đạo, đổi mới là ông phải bỏ những cái cũ lạc hậu đi để áp dụng cái mới, nhất là thông lệ quốc tế để phát triển. Cái ý như vậy, chính phủ và các cơ quan hành pháp, các cơ quan chức năng của đảng nhà nước chúng ta bảo vệ quyền tài sản, bảo vệ quyền kinh doanh của doanh nghiệp, của công dân, đặc biệt là chống tiêu cực, chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Và tinh thần lớn nhất, không hình sự hóa các quan hệ hành chính và kinh tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, ước tính có tới 10.000 người trong cả nước tham dự hội nghị trực tuyến này. Và hội nghị sẽ tạo niềm tin để doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục hội nhập và phát triển. Ngay trong chiều nay, Thủ tướng sẽ cùng các thành viên chính phủ tiến hành ngay phiên họp để bàn các giải pháp, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp đưa ra tại hội nghị và sau đó chính phủ sẽ ban hành nghị quyết về vấn đề này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa thông qua nghị quyết 19 năm 2016 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017. Trước đó, thì chính phủ cũng đã liên tiếp trong 2 năm 2014 và 2015 ban hành 2 nghị quyết cùng mang số 19 về cải thiện môi trường kinh doanh và được đánh giá là đã có tác dụng trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và thuận lợi cho doanh nghiệp. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kể từ khi chính phủ ban hành nghị quyết số 19 năm 2014 đến nay, thời gian khởi sự kinh doanh tại Việt Nam đã giảm xuống còn 10 đến 15 ngày với 5 thủ tục, thay vì 34 ngày và 10 thủ tục như trước đây. Con số này thậm chí còn ít hơn mức trung bình 16 ngày và 7 thủ tục của nhóm nước ASEAN 4, tức 4 nước ASEAN phát triển nhất. Một là cải cách hành chính trong cái lĩnh vực thuế, hải quan. Hai là cải cách hành chính trong cái lĩnh vực khởi sự doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp. Có được những cái sự chuyển biến tích cực như trên thì có một cái phần rất lớn, đó là đã làm chuyển biến được cái nhận thức của cái cán bộ công chức nhà nước. There have been improvements that we have to acknowledge. Tôi thấy môi trường kinh doanh Việt Nam đã có rất nhiều cải thiện. Nghị quyết 19 ban hành các năm 2014 và 2015 khiến việc đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam trở nên dễ dàng hơn.
ví dụ như là đăng ký kinh doanh hay là các chính sách thuế đều được cải thiện. Nghị quyết 19 năm 2014 đặt ra mục tiêu đưa các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của Việt Nam đạt mức trung bình của ASEAN 6. Nghị quyết 19 năm 2015 tiếp tục đưa mục tiêu lên mức trung bình của ASEAN 4. Các chỉ tiêu trong nghị quyết đều được tính toán dựa trên tiêu chí đánh giá của quốc tế. Đến nay, mặc dù có nhiều chỉ tiêu vượt mức, tuy nhiên thống kê cho thấy không phải tất cả đều được cải thiện. Các tổ chức xếp hạng thì có tiến bộ, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp thì cũng đánh giá cao. Tuy nhiên, các bộ ngành, các địa phương mới thực hiện được những cái giải pháp mà nghị quyết 19 năm 2014 đưa ra. Năm 2015, nhiều giải pháp là chưa tích cực thực hiện và chưa đạt được. Trong nghị quyết 19 năm nay, ngoài việc tiếp tục duy trì các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, chính phủ còn bổ sung thêm các chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh. Phấn đấu đến năm 2020, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam sẽ đạt mức trung bình của nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN ở một số chỉ tiêu. Tập trung vào những nhóm chỉ số mà nâng cao hiệu quả như là về thị trường lao động, về khả năng mà thu hút nhân tài, về dịch vụ thị trường tài chính hay là phát triển cái thị trường đất đai. Để tránh tình trạng một số ban ngành địa phương chưa biểu hiện tích cực như thời gian qua, chính phủ cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và tầm quan trọng của việc đánh giá thực hiện. Tăng cường cái trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường cái kiểm tra giám sát việc thực thi, rồi mở thêm các cái cơ chế chính sách, cái kênh để cho người dân và doanh nghiệp người ta phản ảnh, phản biện về chính sách, cái giải pháp ra có đúng không? Ông Ân cũng cho biết, qua 3 lần ban hành, Nghị quyết 19 đang được xây dựng trở thành một thương hiệu của Chính phủ Việt Nam. Nhắc đến Nghị quyết 19 là nhắc đến quyết tâm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và thuận lợi cho tất cả doanh nghiệp tại Việt Nam. Thủ tục hành chính là một trong nhiều rào cản mà doanh nghiệp đã nêu ra trong cuộc gặp với Thủ tướng ngày hôm nay. Sự cần thiết của việc đơn giản hóa các thủ tục cấp giấy phép theo luật đầu tư và luật doanh nghiệp, bãi bỏ những điều kiện đầu tư kinh doanh không phù hợp, cũng như là mong muốn của doanh nghiệp trong việc ban hành các điều kiện đầu tư kinh doanh cần như thế nào sẽ được đề cập đến trong phóng sự sau đây. Khu công nghiệp Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước kia, giấy phép đầu tư và giấy đăng ký kinh doanh được cấp cùng một lượt cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại đây. Chỉ một lần làm việc với ban quản lý các khu công nghiệp, với thời gian không quá 10 ngày là doanh nghiệp nhận được cả hai giấy. Kể từ khi luật đầu tư và luật doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 7 năm ngoái, doanh nghiệp FDI muốn được cấp hai loại giấy này cần phải làm việc hai lần với hai cơ quan khác nhau và với tổng thời gian là 21 ngày. Anh phải làm xong cái thủ tục đăng ký doanh nghiệp rồi anh mới được đăng ký đầu tư. Đấy, và kể cả cái việc cấp mới cũng vậy, và kể việc chuyển đổi giấy phép đầu tư cũng đều như vậy cả. Tôi thấy là họ rất là buồn khi mà phải đi qua 2-3 cơ quan để có được một cái giấy phép đầu tư và có cái đăng ký kinh doanh. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì thực tế thi hành luật đầu tư từ tháng 7 năm ngoái đã cho thấy còn không ít vướng mắc với các luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác. Hay theo Tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp, luật đầu tư thì trong luật đầu tư đã quy định rõ danh mục 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trong khi đó, hiện nay vẫn đang tồn tại khoảng hơn 6.000 giấy phép điều kiện kinh doanh thể hiện trong các văn bản giấy luật. Các cái doanh nghiệp phải đối diện với cái số lượng các rất nhiều cái loại giấy phép con, thì đây là một cái tâm lý, sẽ tạo nên một cái tâm lý không tốt cho các doanh nghiệp. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư theo quy trình rút gọn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì triển khai xây dựng nghị định này, với mục tiêu sẽ ban hành trước ngày 1 tháng 7 năm nay. Đối với cái lĩnh vực nào có giấy phép con, thì chính phủ, các cái cơ quan ban hành giấy phép con đó nên có cái lấy cái ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, nên lấy ý kiến của các chuyên gia để khẳng định rằng là bắt buộc phải có, thì ta mới có. Giản lược các giấy phép kinh doanh không phù hợp chính là gỡ bỏ các rào cản cho hoạt động đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp. Việc các doanh nghiệp được đưa ra ý kiến của mình trong cuộc gặp với Thủ tướng ngày hôm nay chính là cơ sở để chính phủ xây dựng một nghị định mới về hoạt động đầu tư và kinh doanh theo hướng giản lược và tạo điều kiện nhiều hơn cho doanh nghiệp. Đức Minh, Đài Truyền hình Việt Nam. Tiếp tục sẽ là một số thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các báo điện tử ra ngày hôm nay.
Sáng nay có nhiều bài viết liên quan tới hội nghị doanh nghiệp Việt Nam 2016 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Tờ Đầu Tư gọi đây là hội nghị của niềm tin. Tờ Diễn đàn Doanh nghiệp có bài viết với tiêu đề Chính phủ quyết liệt, doanh nhân hiến kế, cho rằng đây là dịp để các doanh nhân đưa ra những khuyến nghị nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc đang gặp phải. Quyết tâm nhổ hết đinh dưới thảm đỏ, báo Lao Động chạy hàng tít lớn trên trang nhất cho bài viết về sự kiện này. Thông tin từ Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter phát biểu vào thứ Năm rằng ông ủng hộ việc gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Hoa Kỳ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vào tháng 10 năm 2014, gần 40 năm sau khi kết thúc chiến tranh. Thông tin này được đưa ra trước thềm của chuyến thăm Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam vào cuối tháng 5 tới đây. Tờ Shanghai Daily sáng nay có bài viết về mức thiệt hại do xâm nhập mặn và hạn hán tại Việt Nam. Bài viết trích số liệu từ Tổng cục Thống kê. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã thiệt hại gần 287 triệu đô la Mỹ. Cũng theo Tổng cục Thống kê, tình hình hạn hán và xâm nhập mặn tại vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cũng như là đồng bằng sông Cửu Long vẫn phức tạp. Hạn hán và mực nước ngầm ở mức thấp đã dẫn đến đợt xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất trong vòng 90 năm qua, kể từ khi có thống kê về vấn đề này. Báo Thanh Niên có bài viết về đề xuất Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch trình Chính phủ về việc gia hạn miễn thị thực nhập cảnh để phát triển du lịch. Hiện tại, công dân từ 5 nước Tây Âu là Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý đang được miễn thị thực nhập cảnh 15 ngày, với thời hạn hiệu lực là 1 năm. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đề nghị tăng thời hạn hiệu lực của chính sách này lên thành 5 năm và thời gian miễn thị thực nhập cảnh tăng lên thành 30 ngày. Trong phần tiếp theo của bản tin, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang những ngày này, người dân đã không còn nước sinh hoạt để dùng trước hạn hán và xâm nhập mặn. Cùng gặp gỡ với họa sĩ Trần Tư Thành để tìm hiểu về ý tưởng hình thành bức tranh mang thông điệp hòa bình sau 40 năm. Sau sản xuất là đến cuộc sống của người dân đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm qua tại đồng bằng sông Cửu Long và tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang những ngày này, người dân đã không còn nước sinh hoạt để dùng. Hiện nước mặn đã xâm nhập sâu, vượt khỏi điểm lấy nước tới 13 km về phía thượng nguồn. Lần đầu tiên, kênh Rạch Giá, Long Xuyên bị xâm nhập mặn sâu và độ mặn cao như vậy. Cách đây một tuần, công ty cấp thoát nước Kiên Giang đã buộc phải cắt giảm 1/4 lượng nước sạch của 200.000 hộ dân sinh sống tại thành phố Rạch Giá và vùng phụ cận huyện Hòn Đất và huyện Châu Thành. Người dân nhiều địa phương, địa bàn thành phố đi chở nước từ nhà có giếng khoan về dùng, họ chấp nhận sử dụng nước không qua xử lý. Can đựng nước, giá cũng đã tăng gấp đôi. Lượng nước trong các hồ chứa cũng chỉ có thể duy trì được thêm vài ngày nữa và nhiều người lo ngại sắp tới dù có tiền cũng không còn nước sạch để mua, dùng nữa. Do ảnh hưởng của việc hải sản chết bất thường, việc gần một tháng qua bà con ngư dân không thể ra khơi, cuộc sống đã gặp rất nhiều những khó khăn. Tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã có